Những ngày qua, tại xã Thanh Hóa, nơi ghi dấu những chiến công và sự hy sinh anh dũng của 13 cán bộ, chiến sĩ trạm thông tin A69, lữ đoàn 134, binh chủng thông tin liên lạc tại Hang Lền Hạ. Các hoạt động hướng về lễ tưởng niệm 50 năm, sự kiện Lền Hạ được cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chú đáo, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Để hướng tới lễ tưởng niệm 50 năm sự kiện Lền Hạ, thời gian qua, thực hiện kế hoạch của huyện Tuyên Hóa, xã Thanh Hóa đã phối hợp với các tiểu ban của huyện, lữ đoàn 134, binh chủng thông tin liên lạc, tập trung thực hiện tốt các hoạt động tri ân như bàn giao nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng, xây dựng công trình thắp sáng đường quê trên tuyến đường vào khu di tích lịch sử Hang Lền Hạ tại thôn 3 Bắc Sơn, chuẩn bị chú đáo các điều kiện cần thiết cho lễ tưởng niệm tại khu di tích Hang Lền Hạ. Bên cạnh đó, xã Thanh Hóa cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng về tấm gương hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ trạm thông tin A69 trong thời kỳ chiến tranh đến mọi tầng lớp nhân dân và thế hệ thanh thiếu niên, nhi đồng của địa phương, nhằm góp phần hun đúc tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc. Với bản thân tôi bây giờ là một cựu chiến binh, tôi cảm thấy tôi rất tự hào với những bậc tiền bối đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tôi mong rằng những lớp thế hệ sau này hãy noi gương, hãy nhìn vào những cái tấm gương của những các bậc tiền bối để bảo vệ và giữ gìn đất nước của chúng ta. Là một đoàn viên thanh niên được sinh ra và lớn lên tại địa phương, thì rất tự hào cùng cố gắng phấn đấu để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh và để không phụ lòng mong mỏi và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Theo ghi nhận, sáng ngày 28 tháng 6 năm 2022, ít ngày trước khi lễ tưởng niệm 50 năm ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ trạm thông tin A69, binh chủng thông tin liên lạc tại Hang Lền Hạ chính thức diễn ra. Khu vực Bắc Sơn, xã Thanh Hóa và tuyến đường vào khu di tích lịch sử Hang Lền Hạ đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ tri ân công lao đóng góp và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ. Xã Thanh Hóa đã huy động đông đảo lực lượng cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên tham gia làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải dọc tuyến đường vào Hang Lền Hạ và bên trong khuôn viên khu di tích, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần cho lễ tưởng niệm diễn ra trang trọng, chú đáo. Ông Nguyễn Hữu Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hóa cho biết, địa phương đã phối hợp với tiểu ban tuyên truyền của huyện, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn, nhất là công tác tuyên truyền của đồng trực quan, phối hợp hỗ trợ các đơn vị liên quan chuẩn bị chú đáo công tác đảm bảo cho lễ tưởng niệm, đồng thời giao cho các lực lượng công an, quân sự, biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự trước và trong thời gian diễn ra lễ tưởng niệm. Đến thời điểm này thì tất cả các công việc chúng tôi ra soát lại, từ là kể cả khâu bảo vệ rồi là tuyên truyền rồi công tác đảm bảo đến thời điểm này đã là gần như hoàn tất. Và là để chuẩn bị cho cái công tác là kỷ niệm là 50 năm ngày cán bộ chiến sĩ hy sinh tại Hang Lền Hạ. Hang Lền Hạ, xã Thanh Hóa là nơi đứng chân của trạm thông tin A69, lữ đoàn 134, binh chủng thông tin liên lạc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại đây, vào ngày 2 tháng 7 năm 1972, đã chứng kiến sự hy sinh anh dũng của 13 cán bộ, chiến sĩ của trạm trong lúc làm nhiệm vụ và sự hỗ trợ, giúp đỡ tận tình, kịp thời của lực lượng quân và dân Thanh Hóa trong việc khắc phục tổn thất, nối lại đường dây liên lạc thông suốt. Lễ tưởng niệm 50 năm sự kiện Lền Hạ sẽ được tổ chức tại khu di tích lịch sử quốc gia Hang Lền Hạ vào ngày 1 và 2 tháng 7 năm 2022.